Nhưng tôi nhớ, tôi có việc đột xuất á. Chắc là hôm nay mình đến đây nha. Bye bye nè. Ủa? Sao giờ này mà mẹ về rồi? Dạ, tôi theo cô. Mẹ nhớ là mẹ nói với con không có được chơi với nó đó mà. Chị An rất tốt với con, còn giúp con không bị bắt nạt ở trường nữa. Tại sao lại không cho con mang lại với chị An? Con đi ra ngoài đi, con muốn nói chuyện với nó một xíu. Không sao đâu, chị ra ngoài đi. Dạ, thì cho xin chút. Con bây giờ đi ra nước ngoài đi. Con không đi đâu hết. Con không có được quyền lựa chọn gì ở đây hết á. Tại sao con lại không có quyền? Lúc nào mẹ cũng bận, lúc nào mẹ cũng bận hết. Từ khi mẹ với ba ly hôn, mẹ quăng cho con một cô quản gia, xong rồi lúc nào mẹ cũng bận. Con đi học như thế nào mẹ cũng có lo đâu. Bây giờ mẹ đẩy con qua nước ngoài để mẹ không còn trách nhiệm với con nữa, đúng không? Mẹ làm như vậy là vì ai chứ? Vì tương lai tốt đẹp của con thôi mà. Bây giờ mẹ, con nghe lời mẹ, con đi ra nước ngoài đi. Con sẽ không đi đâu hết, con sẽ ở đây với chị An. Nung, chị cho em qua ở với chị An không được ạ? Cái hóa đơn của chị trên 550 á là chị được gặp Len, với lại là được một phòng xoay 3 cuốn. Chị xoay đi rồi có gì em lấy quà tặng chị. Ví dụ như mà em sang nước ngoài thì sẽ không phải là gánh nặng của chị.